chào tất cả mọi người, mình tên là Kaz, quán trọng Double Week. Kaz bây giờ đang ở chỗ Bình Tây. Chợ này là rất nổi tiếng đúng không? Nhưng mà đây, khu vực này là khu Trung Quốc nha, đúng không? Đúng rồi nha. Bây giờ tại sao Kaz đến ở đây? Là để mua cháo này. Hai tuần trước Kaz chuyển nhà mới rồi nha. Nhưng bếp nhà mới là bếp biển nè. Em bây giờ không có cháo cho tiền nè. Rồi, em rồi nha. Đi thôi nha. Nhà mới của Kaz là bếp điện nè. Điện nè, điện bếp nè, bếp điện, cái này tuyên được, điện điện bếp điện, bếp bếp điện, bếp điện, được hả? Cái này là bao nhiêu? 120 120 cái này là bao nhiêu?
Tại vì là này, trước khi nổi là 400, ở đây là rẻ hơn, quá rẻ đó. Dạ. Thế sao này? Tao cả dư đã mua cháo này nhá. Tại vì là cháo này là này có 9 ngàn. Món này là electric. Tiêu nồng. Yeah. Tiếp theo món mua là hangar. Hangar không biết tiếng Việt cái gì. Hello, Shabedi. We are my friend. Good friend. Come on. Good luck to you. Yeah. See you again. See you. Bye bye. Come on. Những người Việt Nam rất hiền và hay nhá. Và ok, cá dư mua rồi nhá. À, cuộc sống Việt Nam của cá dư là như thế này nhá. À, mọi người có thể như người nước ngoài là sinh hoạt như thế này nhá. Đi về nhà nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.